xe không bị kêu nồi ha. Đó, quá nhẹ nhàng cho anh em. Đó, lên ga có ga liền ha. Đó. Anh em xe lô mà. Rồi chào anh em SQM xe lô nha. Xe này thì đang tiến hành là làm full của bộ nồi nè. Có bảo dưỡng chủ xe là phần bình xăng con nè, lên phần thắng nha. Đó, thắng là bảo dưỡng phần phía sau luôn. Thì cái nồi này thì bên độ xe Việt Nam mình làm cả nồi trước nồi sau nha. Nồi trước là mình thay full cái nồi mới nha. Đó, nồi mới dây cura mới cho bên đâu Nhật nha. Nồi sau thì mình làm chuông bốc bon đủ xe. Đó, em thấy là mình đã làm full lại cho anh em ha, bao đẹp cho anh em nha. Đó. Rồi, bố mình đi bốc bon thái chủ xe nha. Gồm 3 bốn mới nha. 1 2 3 full mới cho anh em nè. Đó. Dây cura bando Nhật nha. Đó, full bộ nồi trước mới chủ xe luôn. Đó, SQM Cello nha. Đó. Anh em mà muốn làm máy nè, sơn si dọn kiển thì ghé bên độ xe Việt Nam ha. Của mình tiến hành làm đầy đủ cho anh em. Đó. Có làm full nồi full máy nha. Xe này thì có thay đèn xi nhan rồi làm chủ xe là phần bánh trước bánh sau nha. Bánh trước bánh sau mình thay phần bố thắng chủ xe luôn. Đó, đang tiến hành vô phần chuông nồi. Rồi, tiến hành up nồi mình sẽ test xe cho anh em ha. Full cấu hình bộ nồi của chiếc SQM Cello ha. Đó. Xe này là đã làm thay chủ xe là bóng đèn trước nè, xi nhan nè, làm thắng nè. Đó, chung cấu hình mình có bảo dưỡng lại cho anh em ha. Để cho anh em có xe chạy nha. Rồi, cảm ơn anh em SQM Cello. Test nhẹ chiếc Cello mới làm full rồi nha. Bao nhẹ nhàng ha. Đó, chạy rất là êm ru chủ xe, không bị kêu nồi ha. Đó, quá nhẹ nhàng cho anh em. Đó, lên ga có ga liền ha. Đó. Anh em xe lô mà muốn làm nồi, làm máy, sơn si, dọn kiển hoặc là thay thế phụ tùng thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình thì có đầy đủ phụ tùng làm cho anh em ha. Đó, làm là chạy nhẹ êm ru cho anh em. Bao ok nha ha. Đó. Quá nhẹ nhàng. Lên ga có ga liền ha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em xe lô nha. Mình sẽ tiến hành làm thêm những phần phụ như là phần bảo vệ nè, thì đèn xi nhan này kia cho chủ xe mới luôn. Rồi, chào anh em.